Hot hot hot, áo phông One Piece ra mắt theo nhiều mẫu mới anh em ơi. Đặc biệt, ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo. Link mình để ở mục mô tả nhé. Shanks có phải là ác quỷ, mục đích thật sự của Shanks? Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với băng hải tặc sắp soi. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha. Chắc đến giờ phút này, anh em đã cập nhật hết những chi tiết hot on hot tại chapter mới nhất 1049 rồi đúng không? Sau 7749 shot chỉ trong một đêm, cuối cùng thì lão già gần Kaido cũng đã ngã ngựa kiệt sức, bị lù đấm gãy sừng, hộc máu mồm, mất ý thức. Như vậy là cụ Lin đi trước cụ Kai đã rảo bước theo sau, ba trong bốn tứ hoàng đời đầu về cơ bản đã bị hạ. Xem như chỉ còn có ông chú của chú thằng Men vẫn đang giữ được vị trí có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Shanks, một trong những nhân vật bí ẩn nhất đối với fan One Piece, tuy là một tứ hoàng nhưng anh lại có thể ra vào tự do vào thánh địa Marie Joyce, một nói chuyện ngang hàng cùng với lão tinh khiến các sang cư mận không khỏi hoài nghi có hay không Son Tóc Đỏ là một ngôi sao hạng A, diễn viên nam bung, phản diện chính đội lốt ông chú thường cháu. Nếu như câu hỏi faker này đã từng vụt qua suy nghĩ của các bạn, dù chỉ là trong thoáng chốc, thì hãy click vào nút like và cùng soi khám phá sự thật. Shanks có phải ác quỷ? Mục đích thật sự của Shanks? Một, liệu Shanks có phải là kẻ xấu? Trên cộng đồng mạng hiện nay, tồn tại hai quan điểm về nhân vật bí ẩn này. Một nửa cho rằng Shanks thật ra là người của chính quyền thế giới. Tất cả những gì anh làm từ trước tới nay đều không phải giúp mà chỉ là để lợi dụng lù. Số còn lại vẫn luôn có niềm tin về sự chính nghĩa của thuyền trưởng Mon Tóc Đỏ. Một hải tặc tốt bụng, không dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, chỉ thật sự sử dụng bạo lực nếu có kẻ dám liều lĩnh động vào bạn bè, người thân của anh. Và tớ thiết về ý kiến thứ hai, hơn là thần điêu đại hiệp Dương Xuân là nhân vật tốt. Không có hành động nào của Shanks cho thấy anh là một ác quỷ, nhưng để giảm bớt sự cảm tình cũng như tăng độ thuyết phục của video thì ngay sau đây tớ sẽ đưa ra lập luận logic về việc tại sao Shanks không thể là người xấu. Sau những chuỗi ngày đêm quên ăn, ngày quên ngủ, nghe và đọc bài của các giả thuyết gia, tớ đã tổng hợp được những lý do khiến nhiều anh em nghĩ Shanks là trùm cuối. Nghi ngờ bắt đầu kể từ trận chiến thượng đỉnh tại toàn bộ hải quân. Mọi người đã thắc mắc rất nhiều tại sao Shanks chỉ xuất hiện khi trận chiến đã ngã ngũ mà không đến sớm hơn để cứu dòng máu cuối cùng của vị thuyền trưởng quá cố Gold D. Roger, cũng như vì sao hải quân dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của thuyền trưởng Mon Tóc Đỏ để ngừng cuộc chiến trong khi chó đỏ Akainu đang rất hăng máu và theo nhiều quy tắc trong giang hồ, giết cỏ phải diệt tận gốc. Việc để tàn dư băng dâu trắng vào lúc phi trốn thoát sẽ là một mối nguy lớn về sự trả thù trong tương lai. Như đã biết trước khi đến với trận chiến Marineford, Shanks và Kaido đã có mạng đối đầu, dù là đấu khẩu hay đấu võ cũng sẽ gây mất thời gian cho Mon Tóc Đỏ. Thứ hai, theo như lời của Ace Hỏa Quyền, không có đồng đội của mình, những người sẽ giúp đỡ cậu trong tình thế nguy cấp, chứ không cần đến một đứa em trai bé bỏng Luffy phải nhúng tay vào. Mỗi hải tặc đều có băng hải tặc, gia đình riêng của mình. Vì thế, Shanks đưa cả băng đến chỗ nguy hiểm chỉ để giải cứu con trai của người thuyền trưởng cũ của anh sẽ không phải là một hành động hợp lý và thuyết phục. Không riêng gì Shanks, phố ông Tối Rayleigh, người ở ngay gần nơi diễn ra buổi xử tử, cũng chọn cách không tham dự vì ông hiểu được đạo nghĩa trên và ông còn phải thực hiện một trọng trách cao cả mà có thể thay đổi cả vận mệnh của thế giới trong tương lai, đó chính là hướng nghiệp cho người thừa kế ý chí của Roger. Nên việc Shanks không đến cứu Ace, cha chứng minh được điều gì liên quan tới anh là người xấu. Thậm chí, tôi còn nghĩ nếu không phải đưa cho bé bỏng khỉ đi lù đã đến đây vì muốn cứu anh trai thì Shanks cũng chẳng xuất hiện. Còn về tại sao hải quân lại đồng ý với đề nghị của Shanks, tại thời điểm ấy, không chỉ băng dâu trắng tổn thất mà hải quân cũng đã thiệt hại vô số. Hải quân đã thực hiện được mục đích ban đầu là giết chết con trai vua hải tặc và hạ bệ được một tứ hoàng, mà Garp đã từng nói họ không thể cùng lúc cán đáng cả hai huyền thoại, Rayleigh và băng bố già. Đồng nghĩa với việc sau khi vừa chiến với dâu trắng, lại tiếp tục chiến với băng tứ hoàng khác đối với hải quân là một sự khó khăn và có thể xảy ra những hy sinh vô nghĩa. Nếu có thắng được Mon Tóc Đỏ thì rồi sao? Một trong hai tứ hoàng còn lại mà tranh thủ ăn hôi thì hải quân chỉ có nước lên bàn thờ ăn chuối cả nải ngắm gà khỏa thân mà thôi. Tiếp theo, chapter 907, Shanks đến thánh địa bàn chuyện với Ngũ Lão Tinh ngay trước khi hội nghị Bravery để bàn về một hải tặc và sau đó Ngũ Lão Tinh đã hỏi Im-sama về ánh sáng tiếp theo cần được loại bỏ. Diễn biến tiếp theo trong Ác Wano, mục tiêu ám sát của các đặc vụ CP0 chính là Luffy. Một tên hải tặc lại vào Marie Joyce là một sự kiện vô cùng lạ thường, nhất là khi người ấy lại là một tứ hoàng.
Thế nhưng, đây không phải là nhân vật duy nhất trong One Piece là hải tặc mà lại có mối giao hảo với hải quân hay chính quyền thế giới. Lực lượng Shichibukai là một ví dụ điển hình là Joker, ông trùm thế giới ngầm. Hồng Hạc vừa buôn bán vũ khí cho Kaido, đầu mối sản xuất mỹ phẩm pha kẹt trái Smile, lại vừa bằng một cách thần kỳ nào đó khiến cho chính quyền thế giới đồng ý giúp hắn lừa thế giới với bài báo giả về việc thoái ngôi vị. Joker biết gì đó về kho báu trong thánh địa, hoặc nhiều hơn thế nên rõ ràng từng hành động của hắn cũng chả có chút kiêng dè nào đối với người trong chính phủ. Mối quan hệ kiểu này giống kiểu thuận mua vừa bán, mang lại lợi ích hoặc nắm thóp của nhau, và tôi nghĩ Shanks cũng vậy. Hơn nữa, Shanks cho thấy anh là một người có tài ngoại giao, có nhiều mối quan hệ tốt với nhiều kẻ mạnh trên thế giới. Shanks không là kẻ thù của các Yonko khác, thậm chí có thể ngồi uống rượu với bố già, nói chuyện với thủy sư đô đốc hay vui vẻ với kỳ phùng địch thủ Masahiro Mihawk. Về hải tặc được nhắc tới trong cuộc trò chuyện của Shanks và Ngulotin, khả năng cao là sâu đen hay là một nhân vật bí ẩn nào khác không phải là Luffy. Tại sao? Vì chả ai chấp nhận vào hội khuyết tật để cứu đứa mình định giết cả. Và nếu thực sự Shanks muốn giết Luffy thì đã có hàng ngàn cơ hội, từ lần cậu rơi xuống biển ở đầu truyện đến lúc cậu mất ý thức tại Marineford hay bất kỳ thời điểm nào trước time skip. Thông tin do thần thoại có ý chí riêng và như thể lần tránh chính quyền thế giới khiến không ít giả thuyết ra nhận định Shanks cứu Lu chỉ vì trái Hito Hitonomi Madonika đã chọn cậu và Xuân Tóc Đỏ chỉ đang lợi dụng Lu. Ok, có thể Shanks cứu Luffy là vì cậu đã ăn trái Gomu, nhưng không phải để lợi dụng hay gì, mà là bởi Shanks nhận ra Lu chính là người mà anh ta cần tìm. Thêm vào đó, với Shanks, bạn bè là điều quan trọng nhất. Lu đã vì Shanks mà đối đầu với tên sơn tặc Higuma chỉ với lý do này thôi cũng đã quá là đủ để Shanks cứu bạn Luffy rồi. Tôi sẽ nói rõ hơn điều này ở trong phần 2. Tóm lại, dù vẫn luôn biết trên đời này thì cái quái gì cũng có thể xảy ra được, nhất là với tốc độ quay xe của Racing Boy Oda. Nhưng nếu Shanks là phản diện thì nó quá đắt cho bộ truyện tuổi thơ. Những gì Luffy đã và đang hướng tới là có những đồng đội tuyệt vời hơn bằng tóc đỏ và một ngày sẽ trở thành một người vĩ đại như Shanks, đồng nghĩa với việc cậu vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng ông chú của mình. Hai, mục đích thực sự của Shanks. Shanks không phải là người xấu, nhưng mà tớ tin rằng những thứ anh làm là để hướng tới mục tiêu đã được vạch ra ít nhất là từ 12 năm trước, chứ không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên hay là hành động theo cảm tính. Từ việc đánh cắp trái ác quỷ Gomu Gomu, nay là Hito Hito, cho đến ở lại làng Fusha một năm và những bước tiến sau này như đến Marineford rồi Mary Joyce đều được Shanks tính toán kỹ lưỡng. Shanks, một người quan hệ rộng và quan hệ khá ổn với chính quyền, nhưng lại chọn cướp một trái ác quỷ đưa đồng vụ của chính phủ thế giới đích thân vận chuyển, tức là Shanks ngay từ đầu đã biết đến sự thật và hiểu được tầm quan trọng của trái Gomu Gomu. Việc này cũng chẳng có gì lạ khi Shanks là học việc trên tàu vũ hải tặc, cũng có một mối quan hệ khá thân thiết với Roger khi được ông truyền lại chiếc nón cây rượu cái mũ sơm. Dù không đến hòn đảo cuối cùng, nhưng cậu là một thành viên trên tàu Oro Jackson. Ít nhất, cậu cũng đã phải biết được nội dung trên 4 tấm hồng phiến để chỉ đường. Khi Roger từ Raftel trở về, ông và Shanks đã có một cuộc nói chuyện và khiến tóc đỏ khóc như mưa. Tôi nghĩ là Roger đã cho Shanks biết về lời tiên tri của Madame Shirley về thời điểm những vị vua ra đời, thế giới chuyển mình, và Shanks biết mình không phải là người được chọn nên anh quyết định lui về làm hậu phương vững chắc cho người thừa kế ý chí của Roger, người có thể hoàn thành tâm nguyện của vua hải tặc cũng như làm nốt những điều còn dang dở mà Joy Boy gửi gắm cho thế hệ đời sau. Một giả thuyết được đưa ra là Roger đã trao cho cậu nhóc học việc Shanks nhiệm vụ cao cả trong cuộc nói chuyện đó, tìm kiếm trái Hito Hito Model Nika và tìm ra và bảo vệ Joy Boy thế hệ mới cho đến khi Nika được thức tỉnh. Không để One Piece và trái Nika lọt vào tay kẻ xấu, vì One Piece rất có thể liên quan đến các vũ khí cổ đại. Bởi ai là người sở hữu được thứ sức mạnh kinh thiên động địa đó sẽ có quyền quyết định trực tiếp đến sự tồn vong của thế giới. Nếu may mắn là người tốt thì ok rồi, nhưng mà nếu lỡ để vũ khí cổ đại lọt vào tay kẻ xấu, đồng nghĩa với việc trái đất sẽ bị hủy diệt. Ngoài ra, thanh kiếm của Shanks Griffon có thể nằm trong 12 thanh cự phẩm đại bảo kiếm. Griffon cũng chính là tên của thần thú đặc biệt quyền lực và cao quý, có khả năng di chuyển linh hoạt và sức mạnh thể chất cực kỳ lớn. Trong những câu chuyện thần thoại của Hy Lạp, Griffon được biết đến với vai trò canh giữ kho báu và tài sản vô giá, còn kho báu trong bộ manga này chính là kho báu One Piece. Như đã biết, những tình tiết, nhân vật trong truyện Oda được lấy cảm hứng từ rất nhiều những câu chuyện thần thoại và chúng đều có sự gắn bó mật thiết giữa cốt truyện gốc và nội dung manga. Vậy nên, thanh Griffon có thể là dẫn chứng mạnh mẽ hơn cho suy đoán Shanks được giao nhiệm vụ bảo vệ kho báu One Piece.
Và với đặc điểm của thần thú Griffon, sinh vật mang tầm nhìn rộng để dễ dàng hành động trước những nguy hiểm gặp phải, thêm một giả thuyết khác Shanks được ra đời. Có bao giờ anh em thắc mắc Shanks luôn có mặt ở đúng nơi vào những thời điểm hoàn hảo nhất? Một vé quay trở lại về chắp một, thuyền của Higuma đã đi ra ngoài biển xa và Lu đã bị đá xuống biển, suýt nữa trở thành đồ ăn của vô biển. Nhưng Shanks xuất hiện một cách chớp nhoáng ngay trước mặt con vô biển và cứu lấy Luffy, một người không sở hữu trá quỷ mà làm được điều này là quá khó hiểu. Chỉ trừ phi anh được buff bần, họ đã nhìn thấy được trước tương lai và nhảy xuống biển bơi trước khi Lu bị đăng xuất khỏi con thuyền. Ở Marineford, Shanks cũng xuất hiện ngay lúc Lu mất ý thức và cần được bảo vệ nhất. Shanks cũng từng đưa ra những nhận định về tương lai như bảo Lu hãy chờ 10 năm và hãy trả mũ cho anh khi cậu trở thành một con người vĩ đại, và nhiều việc cũng diễn ra như những gì Shanks đã cảnh báo. Shanks đã cố gắng ngăn cản Ace gặp Zoden bằng cách đi nói chuyện với bố già, như thể anh đã biết mọi chuyện tồi tệ sắp xảy đến. Hay bằng cách nào, Shanks biết Kaido có ý định đến Marineford góp vui để chặn tứ hoàng bách thú ở giữa đường. Trong anime màu đó, tượng trưng cho hai loại Haki, Haki bá vương và Haki quan sát. Ánh sáng đỏ ở mắt xuất hiện khi bất kỳ ai đó thi triển Haki quan sát thấu thị tương lai. Con mắt với ba sọc dường như là một cú hint về sức mạnh lợi thế thực sự của Shanks. Và lá cờ của hải tặc, linh hồn của băng hải tặc, biểu tượng lá cờ thường được tạo nên bởi những đặc điểm nhận dạng của thuyền trưởng, mà Shanks được gọi là sần tóc đỏ, tức đặc trưng của anh đến từ màu tóc, nhưng lá cờ là nhấn mạnh đặc điểm ba sọc đỏ của anh. Có lẽ nào sẽ là một cú twist về khả năng của Shanks. Để có thể đứng ngang hàng với những ông lớn, Haki vừa bá, trá quỷ lại mang sức mạnh cực đỉnh, thì Shanks ngoài cấp độ Haki như các vị thứ hoàng khác, ắt hẳn vẫn còn có một con bài tẩy khác mà như tôi đoán là Haki quan sát vượt xa người thường, thậm chí là Katakuri, Luffy, Kaido, để rồi có thể nhìn thấy trước những thảm kịch hoặc các sự kiện lớn. Nếu hai giả thuyết trên là đúng, thì mọi chuyện đã xảy ra để có lời giải thích rõ ràng tại sao bằng tóc đỏ, những người thích tự do và phiêu liêu lại ghé lại Fusha tận một năm chơi. Vì sao Shanks cướp được trái Gomu rồi lại không bảo quản chặt chẽ mà để ở vị trí ai cũng có thể dễ dàng động vào như vậy, vân vân và mây mây. Shanks đến Biển Đông cũng có thể để tìm Podgard the Ace, con trai của vua hải tặc, và việc anh ở làng cổ xây gió như một căn cứ để đỡ bị thế lực bên ngoài dòng có hành động. Nhưng nếu Shanks là người nhìn trước hoặc có năng lực dự cảm về tương lai, thì anh ở đây vì cảm nhận được sự hiện diện người anh cần tìm. Và việc để vali trá quỷ hớ hênh cũng có lẽ là để cho do thần thoại dễ dàng tìm và đến với chủ sở hữu thực sự, chứ không lý nào mất công cướp rồi lại không thể nào bảo vệ đến nơi đến chốn. Và thật tình cờ khi cậu bé ăn nó lại có cùng tính cách và cùng ước mơ giống như thuyền trưởng Roger. Vì vậy Shanks biết Lu là Joy Boy tái thế, quyết định trao cho cậu nhóc này chiếc mũ của vua hải tặc, cũng như hướng nghiệp khích lệ cu Lu đi theo con đường trộm cướp, à nhầm, ý mình là con đường trở thành người tự do nhất biển cả. Shanks không cho Lu nhập băng vì không muốn Lu bị Ngũ Lão Tinh để ý. Anh hy sinh cánh tay là sự đặt cược vào Luffy vào thế hệ mới, củng cố niềm tin và chính nghĩa cũng như định hướng nhân cách sống hậu duệ của Joy Boy, chuẩn bị cho Lu một tâm hồn đẹp để không sa ngã trước khi bước vào thế giới đầy cám dỗ. Shanks có mối quan hệ hợp tác với chính quyền là để dễ dàng nắm bắt thông tin, thuận tiện cho việc bảo vệ Luffy. Cách dễ nhất để ngăn chặn địch tiến xa chính là nằm vùng để cản mọi đường đi nước bước của chúng. Anh tìm dấu trắng, khuyên ông ngăn cản Ace vì anh biết với tính cách của Luffy, cậu sẽ không đời nào bỏ mặc anh trai của mình. Đồng nghĩa, Shanks hiểu Ace sẽ xảy ra chuyện thì tính mạng của Lu cũng sẽ bị đe dọa. Thêm vào đó, Ace lại là dòng máu của Roger. Vị thuyền trưởng Shanks quý mến nên Shanks dù không muốn can thiệp trực tiếp nhưng vẫn mong Ace được bình yên. Shanks luôn ghét và muốn cản bước Masa đi tiết vì anh nhận ra Zoden là kẻ nham hiểm, cùng hướng đến kho báu One Piece, và như lời căn dặn của Roger, việc để kẻ xấu tiếp cận hòn đảo Raftel là một điều vô cùng nguy hiểm. Vì những sự thật ở đây có thể liên quan đến những vũ khí cổ đại, thứ mà có thể dễ dàng hủy diệt thế giới, và Shanks đến Mary Joyce nói về Zoden nhằm một mũi tên trúng hai đích, vừa để chuyển hướng sự chú ý của chính phủ lại có thể mượn dao giết người. Hai trong bộ ba quái vật bằng mũ rơm trong 2 năm time skip đã được những người có mối quan hệ đặc biệt với Shanks chỉ dạy, và trước đó thì Shanks đều kể cho Rayleigh và Mihawk về Luffy. Liệu đây là sự tình cờ hay mọi thứ là Sơn Tóc Đỏ cố gắng là để giúp thằng cháu khỉ đi Lu ngày một tiến gần hơn với ước mơ của cậu, cũng chính là ước mơ của God D. Roger, phi thuyền trưởng có cố của anh. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này, hãy comment bên dưới cho Soi biết với nha. Và tén tèn tèn, những giây phút không thể thiếu cuối mỗi video, comment đi và Soi đưa bạn lên TV. Minh Nhật, anh xem Soi ơi, nếu so sánh sức mạnh của Luffy, Law và Kid thì ai mạnh hơn ạ?
lùi mạnh hơn Kid và lo vì cậu vừa thức tỉnh trái ác quỷ lại vừa thành thạo bao loại haki đẳng cấp cao nhất nha. Còn lo với Kid, anh nghĩ là kẻ tám lạng người 800 gram thôi. Trong một trận solo thì ai bất cẩn người đó sẽ nhận lấy thất bại. Nhật Linh Phạm, ui không ngờ nghe nói giả thuyết hay đến vậy, xem anh từ lâu mà không được lên TV. Hehe, anh cảm ơn Nhật Anh Phạm nhiều nhá. Trước chưa lên thì giờ lên luôn nha. Đồng hành cùng kênh ai giờ cũng có dịp lên sóng. Một lần nữa cảm ơn em rất nhiều. QB, mong được anh cho lên sóng. Câu hỏi của em hơi tối cổ vì xem One Piece lâu rồi mà vẫn chưa biết tại sao Zoro lại phải nhắm một bên mắt. Về vấn đề này thì bác Oda bảo phải chột chột một tí nhìn nó mới ngầu anh em ạ. Nhưng mà thánh lươn lắm, biết đâu ẩn chứa sức mạnh ngang ngửa gì thì sao anh em nhờ. Cảm ơn anh em đã tận hưởng video đến những giây phút cuối cùng. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào nhiều video tiếp nha. Đã, sugu oikakeru san, suyo ore mo itte nakatta na. Yoshi, ikou!